Hai ngữ pháp của chúng ta, ngữ pháp thứ nhất đó là động từ hoặc tính từ cộng ul cộng cách thả. Ngữ pháp thứ hai chính là chúng ta sẽ dùng định ngữ ở thời hiện tại. Tuy nhiên, mình sẽ hướng dẫn các bạn học định ngữ xong rồi mới qua cái cấu trúc kia, cấu trúc cộng cách thả. Bởi vì có một cái lý do đó là các bạn sẽ tận dụng những cái kiến thức bên đây, các bạn kết hợp với bên kia luôn. Đó. Định ngữ đây thì chúng ta thấy đây là động từ kết hợp với nên. Đằng sau nó thường là một gì? Một danh từ. Danh từ. Ồ, màu gì cho nó sáng bây giờ. Một danh từ của chúng ta. Đây là thời hiện tại. Nhưng nội dung học hôm nay, nếu như các bạn chỉ dừng thời hiện tại thôi, thì những cái mà thuộc quá khứ rồi tương lai các bạn sẽ không nhớ hết. Không nhớ hết. Mình hệ thống luôn. Các bạn có xem cái phần video hôm trước mình yêu cầu các bạn xem chưa ạ? Dạ có. Tại vì khi các bạn xem rồi thì ngày hôm nay đi học nó sẽ nhanh, rất là dễ hiểu. Còn nếu như các bạn chưa xem thì hôm nay sẽ hơi bị vất vả đấy. Rồi, định ngữ là gì? Là cái thành phần đứng trước một danh từ. Nó bổ nghĩa cho danh từ đó, làm rõ nghĩa hơn. Định ngữ đứng trước danh từ thì nó sẽ có, thứ nhất đó là động từ. Nhá, động từ. Mình sẽ chia thành ba trường hợp luôn. Thứ hai, đó là tính từ kết hợp với danh từ. Thứ ba, đó là danh từ kết hợp với danh từ. Vậy thì danh từ kết hợp với danh từ, tính từ kết hợp với tính từ là gì? Đầu tiên, chúng ta sẽ chia cái... này ra thành những cái mục nhỏ của chúng ta. Thứ nhất, động từ đứng trước danh từ chúng ta sẽ chia thành một số trường hợp sau. Đi từ cái tương lai cho đến hiện tại, rồi quá khứ lùi về quá khứ nhé, để cho các bạn có một chuỗi luôn. Nếu như chúng ta nói cái danh từ này sẽ thực hiện cái động từ, thì chúng ta có cái động từ có bắt không bắt chim thì các bạn sẽ kết hợp với riêng, hoặc là bắt chim riêng, các bạn luôn luôn xem nói gì không bắt chim và kết hợp với riêng này. Ngược lại có bắt chim thì các bạn sẽ kết hợp với in này. Nghĩa trong tiếng Việt có nghĩa là danh từ này sẽ thực hiện cái động từ. Chữ cho đánh gì nhỏ không à, có thấy rõ không à? Rồi, dạ rõ cô. Trường hợp thứ hai, bây giờ chúng ta lùi thì lại tương lai, rồi bây giờ là hiện tại. Đối với hiện tại thì động từ có bắt chim hay không bắt chim gì không quan tâm, nó đều kết hợp với nên hết. Tuy nhiên, khi các bạn đã học thuộc động từ bắt quy tắc rồi thì những trường hợp này các bạn phải tuân thủ theo cái nào là theo quy tắc, cái nào là không bắt quy tắc. Rồi, và lúc này chúng ta dịch nó nghĩa là cái danh từ này đang thực hiện cái động từ này. Rồi, trường hợp thứ ba là chúng ta lùi thì lại. Hiện tại xong rồi, lùi về quá khứ. Quá khứ đối với động từ này không bắt chim, hoặc là bắt chim peep, hoặc là bắt chim riêng, thì sẽ xem trường hợp là không có bắt chim thì kết hợp với nên này. Ngược lại, có bắt chim thì kết hợp với nên. Này nó có nghĩa là cái danh từ này đã thực hiện cái động từ này. Đã thực hiện cái động từ này. Rồi, chúng ta lùi một cái nữa nhé. Cái này là cái mà các bạn hơi bữa bữa nè. Đó là cái danh từ này đã và đang, đã đang thực hiện gian dở cái động từ. Đã và đang thực hiện rồi nhưng mà chưa có hoàn thành, cho nên ở đây là gian dở. Đó, gian dở cái động từ này thì động từ nó cộng với tên mà thôi, tên mà thôi, được chưa? Rồi. Một trường hợp tiếp nữa là động từ cộng với ớt hoặc là ác tên của chúng ta. Thì lúc này chúng ta dịch nó có nghĩa là cái danh từ này đã từng thực hiện cái động từ này rồi.
chúng ta thêm chữ rồi vào để cho nó hiểu nghĩa. Đó. Và lúc này chúng ta nhắc lại cái điểm đây là gì? Chúng ta nhắc đến là nhắc cái kết quả. Của cái hành động. Còn ở trên đây là chúng ta nhắc đến hay là đề cập đến đó, nhắc đến cái hành động còn chưa hoàn thành. Đó. Hai cái này nó khác nhau. Cái hoàn thành rồi chỉ nhắc đến kết quả thôi. Và cái không hoàn thành. Rồi, từ tương lai đến hiện tại, quá khứ hồi tưởng của chúng ta, chừng 1, 4 và 5 là quá khứ hồi tưởng của chúng ta. Ngoài những cái cấu trúc đơn giản này ra thì các bạn còn có những cái cấu trúc khác thể hiện định ngữ của chúng ta. Thứ nhất, đối với thì hiện tại tiếp diễn, đối với động từ còn với cô in nên, kết hợp với danh từ. Thì lúc này các bạn sẽ dịch là cái danh từ này đang thực hiện cái gì? Danh từ này đang hiện cái động từ, đang thực hiện cái động từ đó. Và cũng một vài trường hợp tương tự như vậy nữa. Rồi, nãy giờ chúng ta đang đề cập đến là khẳng định hết, còn phủ định thì như thế nào? Cái phần này các bạn tới đây thôi ha, chừng nào đụng tới chuyện phủ định thì chúng ta nói luôn đó. Rồi, bây giờ chúng ta đến cái phần tính từ của chúng ta. Tính từ quá khứ và hiện tại cách chia nó giống nhau. Không phải chim thì in, không phải chim là danh. Rồi đến danh từ, không có gì hết. Rồi, đối với danh từ thì chúng ta đặt đây là danh từ thứ nhất. Còn đằng sau này là danh từ thứ hai. Và ở đây danh từ thứ nhất nó có bắt chim sẽ là y, không bắt chim sẽ là ca. Rồi, đến danh từ thứ hai. Còn có in. Đó. Cách khoảng một cái rồi đến danh từ thứ hai. Và đôi khi ở đây tiểu từ IK nó cũng có thể bị lược bỏ đi. Lược bỏ đi. Rồi đây là hình thức khẳng định. Còn hình thức phủ định đối với danh từ thì lúc này nó không phải là in mà là ả niên nhá. Ả niên danh từ thứ hai. Ở trên chúng ta dịch là danh từ thứ hai mà là danh từ thứ nhất. Còn ở dưới này chúng ta dịch như thế nào đây? Danh từ thứ hai không phải là danh từ thứ nhất. Kịp không? Các bạn tắt video chưa rồi mình cũng không biết là các bạn có kịp hay không nữa. Bạn Dũng kịp không? Thôi, thôi quá. Kinh tường quá. Hơi rối cô ạ, anh bảo thế. Trước đây mình gặp mấy bạn nói chuyện đúng cái chất giọng của các bạn nhiều khi mình ngớ ngớ luôn á. Rồi. Rất là nhiều ha, nhưng mà chúng ta chỉ giới hạn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ có sẵn trong bài nên là không cần cho bài này đâu. Rồi bây giờ các bạn nhìn lên trên đây ha. Đầu tiên các bạn nhìn xuống cách người ta chia ở đây. Người ta chia người ta đang giới hạn ở cái thì hiện tại thôi. Bây giờ chúng ta trước nhất chúng ta nhìn vào thì hiện tại đi một tí xíu. Chúng ta lùi tới đẩy thì. Vâng. Đầu tiên có động từ mọt trà là ăn. Chia với thì hiện tại là mọt ninh. Viết là mọt ninh nhưng mà khi đọc thì sẽ là đọc như thế nào ạ? Mọt ninh. Mọt ninh. Tại vì khi giọt nó gặp niên thì nó biến thành nghiền. Sa tà là mua, thế là sa nên. Ha tà là làm, thế là ha nên. Rồi, mạnh tư tà thì nó rơi vào trường hợp đặc biệt. Đó là nó có bắt chim gì đấy?
điền, chúng ta luôn luôn xem nó là không có bắt chim hoặc là khi gặp gì? Khi gặp gì? Gặp nô, gặp niên. Điền. Gặp siot. Siot. Tiệp. Tiệp. Thì, để biết. Sẽ mắc. Mình đi, rồi. Cho nên nó còn mỗi cái tên là mạnh trên nương mà thôi. Mạnh trên nương mà thôi. Giờ cụ thể nhìn lên đi nhé. Tôn ấm sức chúa hẻo, bạn thích cái món ăn nào? Chị có chúa hai nâng ấm sức phun khu kìa. Đấy, đầu tiên các bạn nhìn vào nguyên cái quế này ha, là một cụm danh từ. Đây là một cụm danh từ, và ở cái đuôi là phun khu kì về dầu, tức là nó đang hình thành bởi cái hình thức là y tà y về dầu, nhưng mà không bắt chim sẽ là về dầu. Nguyên cái thằng này chỉ có chúa hay nâng ưm sĩ cười. Đây là danh từ thứ nhất. Nếu danh từ thứ nhất có bát chim sẽ là ưm, có bát chim sẽ là nên. Rồi, danh từ thứ hai y tà. Nguyên cái câu này các bạn học thuộc lòng cho mình luôn nha. Có nghĩa là cái danh từ thứ nhất nè là cái danh từ thứ hai. Được chưa? Cái món, khi các bạn dịch á, thì các bạn phải tìm ngay những cái tiểu từ làm chủ ngữ đây nè. Các bạn dịch ra, chứ các bạn không dịch là chơi ca trước nhé, mà là cái món ăn mà tôi thích là cái món bulgogi. Bulgogi đó. Rồi các bạn nhìn xuống một cái câu bên đây nữa nhé. Wow, 식당 앞에 줄 서서 기다리는 사람들이 많네요. Câu này nghĩa là gì đây ạ? À, bạn Dũng dịch thử xem nào. Nhiều người chờ. Có quá trời nhiều người đứng xếp hàng chờ ở trước nhà hàng. D. Dùng nhân hàng xích tăng nghi ở sao? Vì là cái nhà hàng nổi tiếng cho nên hàng xăng xuống niêm thử đi mạnh này ô. Nên lúc nào cũng là đông khách hết. Thì ở đây các bạn thấy là gì? Khi ta đi nên sẽ làm thử đi. Lúc mà chúng ta nhìn thấy một cái việc gì đó đang xảy ra thì chúng ta có thể là dùng cái thì hiện tại giống như nên thế này. Đó. Giả sử như bây giờ chúng ta không nói là cái số người này đang đứng đợi, mà chúng ta nói rằng là sẽ có nhiều người đứng đợi, sẽ có nhiều người đứng đợi. Thì lúc đó câu này nó thay đổi là đổi chỗ này. Đúng không? Chul so so. Đầu tiên các bạn vẫn giữ nguyên cái cụm từ này lại ha. Chul so so. Là đứng. Đứng ha. Rồi. Sẽ đợi. Sẽ là gì đây ạ? Chia định ngữ thì tương lai. Kitalin saram turin. Kitalin saram turin. Đó. Mạnh nhiều cái số người mà đứng đợi sẽ đứng đợi là nhiều. Đó thì chúng ta dự đoán vậy thôi ha. Rồi bây giờ chúng ta xuống nữa. Giờ các bạn nhìn vào đây nhé, người ta yêu cầu Kudimun Boku, Mun Chang Hoang Song Ha Seo. Hãy nhìn vào bức tranh. Bức tranh này, người này tên là An Chola. Người thứ hai là La Human. Người thứ ba là La Min. Người thứ tư là Chế Sư. Và người thứ năm là Huế, tức là Huên. Nhưng mục đích các bạn xem tranh để làm gì? Yi saram tere bo hago isayo. Y saram tere. Y saram tere. Bo. Hago isayo. Câu này nghĩa là dạ, mình hỏi dạ. Những cái người đó thì đang làm cái gì? Đúng rồi. Bây giờ chúng ta nhìn vào cái câu đầu tiên người ta cho như này nhé. Copy. Saram hin xiao. Saram hin xiao. Cái người mà
làm gì với quyển sách? Là hiền. Người làm gì với quyển sách đây? Bạn nào trả lời được? Chắc tính là đi hà linh. Taken it nên. It nên. Yeah. Nên. Yeah. Rồi, cho nghe tiếng Việt xem nào. Người đang đọc sách là hiền. Cái người mà đang đọc sách đó là hiền. Đây, trả lời sai không? Câu thứ hai, bạn biết. Cốc kỳ rừng 말씀인 사람이 엔젤라시예요. Người mà đang uống cà phê là Angela. Uống cà phê là Angela. Câu thứ ba, bạn nhân. Nhân đâu rồi? Chào nó qua đi cô. Dạ, bạn Dũng câu thứ ba, câu thứ tư bạn Bích. Tôi chỉ cá ăn in mất mình xem cơ dèo. Hamburger là hamburger đúng không? Cái món ăn mà Lamin này đang ăn nè. Lamin shika gì? Morning, được chưa? Morning có chứ. Lamin shika morning có chứ. Hamburger, cái mà Lamin này đang ăn là cái bánh hamburger. Rồi câu thứ tư. Ông mà cần tới nên Sarami Jason Jason si ego Hong Hoa Hanen Sarami Rahuman siyeo. Để cho đã xéo. Cho tiếng Việt được không? Cho nghe tiếng Việt đi ạ. Là cái người mà đang nghe nhạc là Jamison và cái người đang nói điện thoại là Haluman. Ok, chào đất xéo. Rồi, giờ các bạn đã hiểu sơ sơ rồi nhé. Bây giờ chúng ta đến cái nội dung bài tập số 2 của chúng ta. 복귀와 같이 대화를 완성하세요. 지금 다니는 회사 이름이 뭐예요? 지금 다니는 회사 이름이 뭐예요? Cái tên của công ty để mà hiện tại bạn đang đi làm ấy, thả đi tả, người ta sẽ cho cái từ trong ngoặc. Đấy, là tên gì? Tên của công ty là gì? 회사 이름이 한국 특별이에요. 한국 특별이에요 là gì? Công ty vận chuyển Hàn Quốc của chúng ta. Rồi, bây giờ chúng ta xem có cái từ người ta cho cái gì nhé. 부르다. 부르다 là gì ạ? Hát đúng không? Hát. Rồi câu thứ hai, salta là sống. Câu thứ ba, opta là không có. Chúa ta là thích. Rồi bây giờ chúng ta tới câu thứ nhất nha. Chị cơm đô đề đi. Chị cơm đô đề đi. Và một cả sư nhân đưa cô hiểu. Bây giờ chúng ta đã có danh từ chưa? Có rồi. Chứ là đem động từ này vào. Và nếu như bây giờ có cái tiểu từ chỉ cùng là chúng ta phải buộc phải chia thì hiện tại thì sẽ là gì? Nô đe bù đứ. Bù đứ nên. Đúng rồi, bù đứ nên. Khát sủ. Ca sĩ mà đang hát cái bài hát đó là ai vậy? BTS gì không?
Rồi bây giờ mình sửa một cái từ là các bạn sẽ có được cái hình thức ha, hình thức quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta. Đầu tiên cái từ chi cung này mình sẽ sửa lại là aka. Aka. Aka là gì ạ? Chúc cung chọn nghề. Chúc lát nữa. Không phải đâu. Bằng với cái từ chúc cung chọn nghề. Vừa nãy. Hồi nãy, đúng rồi, hồi nãy. Cái người mà, cái ca sĩ mà hát đó là ai vậy? Đúng không? Là ai vậy? Rồi, vậy bắt buộc các bạn phải chỉnh cái từ Purinen này thành gì? Quá khứ là gì ạ? Purin. Purin. Purin Saram. Đó. Ý đồ của tác giả là như vậy ạ. Câu thứ hai. Câu thứ hai bạn Bích, câu thứ ba bạn Dũng. Nhân có nói chuyện được không em? Bắt đầu đi ạ. Yêu chị ca. 산 곳은 어디예요? 제가 산 곳은 포전이에요. 산 곳은? 산 곳은? 네, 산. 산. 산이에요. 산은? 네, 니은 거, 니은 거. 아. 아, 예. 이링 씨, 방 sống ở đâu? Tôi sống ở 포전. 산은, giống như bạn Dũng nói là đúng rồi đó. 산은. Cái nơi mà tôi đang sống á. Nơi mà tôi đang sống. Nhầm đúng không? Cô ba đi ạ. Con chân Nghe cục yên Đục chân yên Anh Cà chơ oát sơ yô về cục in tinh chốc chân lý ập đinh a vong chi hâm phân phun su ập chơi ô cho nghĩa tiếng Việt đi. Ôi dạ. Em không đưa chừng chừng minh thư không mang theo chứng minh thư của người ngoại quốc không có chứng minh thư của người ngoại quốc thì có thể thi được không? Đây không phải câu hỏi đâu. Hồi của kinh thư nộp chứng nghi ổn định sa đà mên, cái người mà không có thẻ giấy chứng minh người nước ngoài á thì không thể thi được. Sao mà bốn số hộp không thể thi được. Nhân đâu rồi? Nhân có nói chuyện được không? Được, bằng Bích câu thứ tư đi ạ. 요즘 20대가 좋아하는 선물은 뭘까요? 전자 제품은 선물하면 좋아할 것 같아요. 그 dạo này 20대가 là gì không? Ship TK là độ tuổi 20 á. Giới trẻ độ 20 tuổi á. Đứa trẻ độ 20 tuổi thì nó sẽ thích cái món quà gì nhỉ? Chọn cho thì nếu là cái món quà là chọn cho thì cũng là gì cơ? Đồ điện tử ấy. À, nếu mà cái nếu mà nó là cái món đồ điện tử thì tao nghĩ nó sẽ thích. Thầy nghĩ chắc sẽ thích ha. Thì ở đây chúng ta có thấy cái đôi câu là cột cạch thà của chúng ta. Chúng ta. Rồi. Đó là cái phần thực hành thôi. Bây giờ các bạn đi vào cái nội dung chính của chúng ta ngay chỗ này. Chính guka bua haku isayo. Các bạn đang làm gì? Chính guri chắc cha phù sơ. Bây giờ chúng ta tìm nhé. Chúng ta tìm. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đặt câu với một hai từ còn còn lại á, một bạn nói và bạn kia sẽ chỉ. Đầu tiên các bạn thấy người ta có cái mẫu câu che isu shika nuku yeo. Người ta hỏi là che isu
là ai? Các bạn nhìn qua nhìn lại các bạn biết ở vị trí nào không? Ngay chỗ cái chữ Buki nè, là Chase. Chase là ai? Đó. Và câu trả lời là Chochokkeso mure masinen sarami. Chase yeyo. Đó. Cái người mà đang uống nước cỏ cái gốc bằng đó đó thì là Chase. Rồi, câu hỏi của đề bài cho như vậy, nhưng ở đây mình đảo lại tí xíu rồi các bạn sẽ tìm nhé. Đầu tiên thì các bạn cũng sẽ là Chochokkeso mure masinen saram và Nuku yeyo. Các bạn sẽ đọc ngược lại, không đọc tên. Nuku yeyo. Rồi, có nghĩa là đằng trước này chúng ta có saram, nó là danh từ. Danh từ có bắt chim sẽ là y, không bắt chim là ka. Các bạn sẽ kết hợp với định ngữ, đó là động từ cộng với tiểu từ nin ở thì hiện tại. Định ngữ gồm động từ masita. Nhưng ở đây có mul là nước, tức là uống cái gì. Động từ này nó phải có cái đối tượng tiếp nhận hành động uống nước. Đó là mure, hoặc là mure này. Đó. Cái người mà thực hiện cái động từ này nè là ai? Các bạn không sử dụng những mẫu câu trong này nhé. Đó. Thì một bạn diễn tả và bạn kia còn lại phải đóng tên người đó là ai. Được không ạ? Được. Ừ. Ví dụ như trong câu này của chúng ta là chúng ta nói là muru masiku innin sarami nuku yeo. Muru masiku innin sarami mo yeo. Câu này trả lời sao nào? Muru masiku innin sarami je isin si yeo. Đây, chào đã sợ. Đó. Rồi bây giờ để mình tìm cái này xem nào. Sun은 씻고 있는 사람이 누구예요? Sun을 씻고 있는 사람이 누구예요? Bạn Dũng thử xem nào. Sun 씻다 là rửa. Nhìn là biết rồi, rửa tay á. Trả lời đầy đủ giống như cách bằng Bích trả lời lúc nãy vậy đó. Cái người mà đang rửa tay, 손을 씻고 있는 사람은 누구예요? 손은 씻다, 술. 응? 손은 씻고 있는 사람이 아나이스예요. 아나이스 씨예요. 아나이스가예요. 네. 자, bây giờ bạn bắt tìm thử một cái tên gắn với một hình ảnh, rồi xong rồi yêu cầu bạn Dũng nói ra tên của cái người mà mình đang miêu tả thì xem nào. Đâu rồi? Tắt video nữa rồi. Anh nghe, anh đang suy nghĩ không? Kiếm đứa nào đây? Haluma nó đang làm gì cô? Haluma à? À, em biết rồi cô, để em suy nghĩ, để em suy nghĩ. Cư chốt kề so. Thằng này là Yori sa khát chi. Iyaki hanin. Hanin mu sara bodi. Cư chúc kề xa Yori xa khát chi ya ki hà nên nụ cu dễ yếu.
chơ đề so saram saram ek Làm gì tới cái du y cả được rồi. Jurisa Hako Izagi Itmin Rahuman Ok. Bạn Bích, bạn Dũng trả lời gì có chấp nhận được không? Yên lặng là sao? Là tắt video. À, dạ được ạ, cậu em trả lời mà em quên tắt video. Rồi bây giờ bạn Dũng tìm một người miêu tả để xem coi bạn Bích có đoán được nhân vật mình đang miêu tả là ai không. Nhanh nhanh đi ạ, chúng ta không còn thời gian để làm hai nội dung khác nữa đó. Tên cô ít lên saram mi tu Anh Utku nói gì vậy? Em không nghe được. Cột cô ít nên Inin là cái người đang cười, chắc bạn nói là là cái cái người người đang đang cười. cười. Cột cô ít nên sarami ilin siyeo. Bà chạy ố Dũng xí đi bà chạy đó. Bây giờ đó là cái cách mà người ta dùng định ngữ để diễn tả cái hành động của cái danh từ đó làm gõ nghĩa hơn ha. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần này, mình sẽ hỏi loạn xạ, các bạn phải cố gắng lắng nghe và tìm cách trả lời nha. Ví dụ như gửi trong bài là chủ hai nâng umsiki mèo, món ăn bạn thích là gì, thì các bạn phải trả lời là chế ca chủ hai nâng umsiki. Ở đây người ta hỏi là y ca. Câu trả lời của các bạn á, là các bạn thêm hai cái vế cho mình, một là chê ca. Rồi các bạn sẽ sử dụng định ngữ thì hiện tại cộng với danh từ. Ở đây câu hỏi danh từ là ika, nhưng xuống đây các bạn trả lời, các bạn phải trả lời ứng nên cho mình. Rồi và đây là danh từ thứ nhất. Oh no, các bạn sẽ chuyển nó thành danh từ thứ hai và về dù hoặc là y e dù ha. Đó, chia cái đôi thân mật. Thử câu thứ hai nhé. 자주 가는 식당이 있어요? Có cái nhà hàng á mà bạn thường xuyên đi không? Đây câu này nó không có cái gợi ý cho các bạn, thì các bạn lấy nguyên cái chê ca. Rồi đi nhà hàng thì là dạ khả năng sẽ tăng, khả năng sẽ tăng, trai chưa khả năng sẽ tăng. Trai chưa khả năng sẽ tăng. Rồi gì nữa? Rồi thì các bạn thường đi nhất cái quán nào? Xuân đẹp cuộc dê À, xuân tê cô thường ở đêm cái tên gắn liền vào nhé. Xuân tê cô ghi kỳ về à. Dũng sĩ, 지금 사는 곳이 어디예요? 지금 사는 곳이 어디예요? 지금 사는 평택시에 있어요. 제가 지금 사 는 곳은 사는 곳은 câu cuối cùng 지금 하는 일이 뭐예요? 빽 저는 지금 하는 일이 주부예요. 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 Là nội trợ. Nội trợ cũng là một cái nghề mà các bạn biết, trong các nghề nghề nội trợ là một cái nghề tương đối khó chứ bộ, đúng không? Đúng rồi, con mà không có lương nữa. Vô lương, vô lương nói là cũng có lương mà là một cái nghề
khổ cực mà lại vô lương. Nghe từ vô lương cái là mình cảm thấy nó kỳ kỳ ha, nhưng thật chất là vô là không à. Nó không rầy mình là mình rồi. À, dũng si ôi chê ôi chê manan saram mi manan saram mi nuku yêu ôi chê manan saram mi nuku yêu đó. Lo mà trả lời đi. Trước khi trả lời thì dịch cái nghĩa tiếng Việt dùm cô có đã để hiểu xem coi góc độ nào. Ôi chê bạn nan sarami nu cu yếu. Dạ cũng pha ai. Hả? Mọt tira sơ yếu. Cái người bạn đã gặp hôm qua là ai? Rồi. Rồi, trả lời đi ạ. À. Cái người mà Dũng gặp ngày hôm qua là ai? Ôi chê. Bạn là Nan Karami đi làm đi gặp ăn được cũng hay. Gặp bất kỳ ai miễn sao chuyện ngày hôm qua thôi, ngoại trừ con gặp ngoại trừ em gặp cô Giang Nghi hay là Khang Hai Chi thì đừng nói, tại vì nó không phải là người. Tero Salam Ube Yitan Man Yeo. Cái người mà em gặp ngày hôm qua là cái người mới, là người Ube Yitan, đúng không? Rồi, là mới đi vào công ty em làm đúng không? Yeah. Thì em sẽ lấy nguyên này OJ. Đem cái từ Chica ngay chỗ này. Ôi dồi. Thì người ta sẽ hỏi Luca nữa, nhiều khi nó không được. Chica. Manan Saraman. Xe đồ ul, một là xe đồ ul. Tự nhiên Ube. Ube Chitang. Tự nhiên cô không biết phiên âm cái từ này sao nữa. Uzbekistan là gì cô? Uzbekistan hình như là gì đó. Saddam hay là Sawaniyo hả? Tại vì nhân viên mới mà. Sawaniyo. Rồi. Hoặc là không dùng cái đuôi này, chúng ta cũng có thể lấy nguyên cái ý đằng trước lại. Rồi ở đây là ô xe bê xe tăng xin nhịp sao quá nhỉ. Ô xe bê xe tăng xin nhịp sao quá nhỉ. Từ này chắc chắn là phiên âm sai rồi. Cái người mà ngày hôm qua tôi gặp là nhân viên mới, người Ube cái tăng. Bishi. Oje. Mokoton umshiku. Moyeo. Oje. Mokoton umshiku. Ki mo ye yo. Chen jega oje mokkotton umsikul kandi jim iye yo. Ye kandi jim iye yo. Cho nghe tiếng Việt đi ạ. Ngày hôm qua tôi đã ăn. Cái canh đi chim là sườn kho.
cái món ăn mà tôi ăn ăn. ngày hôm qua là sườn kho. Cái món ăn mà tôi đã từng ăn ngày hôm qua là sườn kho. Đấy. Sườn kho mà xích xéo. Nên mà xích xe Cô đơm nạm ơn sườn kho hay xéo. Nạm ơn sườn kho hay xéo. Nạm ơn. dặn nhôm hả cô? Nạm ơn chứ không phải dặn nhân đâu. Nạm ơn là cái thức ăn còn thừa lại á, món ăn thừa lại á. Gì đó. Còn hay không còn thôi. Còn Còn hả? còn đó thôi cô. Thế ít sao nạm mắt sao chút cũng nạm mắt sao Nắm vẫn mắt xoay rồi. vẫn còn ngon là ngon nhưng mà cũng còn đúng không? Cô đang định hỏi ăn hết rồi có tiếc không ấy. Bất kỳ tên ăn đâu cô? Mất ít tên đấy. Cái gì nghe bữa nay sao giọng nghe được chứ hả? Cái món thịt, cái món thịt với tên gì hả anh? Cái tên bất kỳ tên cái này là tên là này để tìm em cái. Cả là hả? Không nghe được. Rồi, cái phần này tạm thời chúng ta học tới đây nhé. Chúng ta qua cái